quá trời xe luôn mọi người ơi. Rồi dạ, Ngố Nguyễn xin chào anh chị các bạn cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube Ngố Nguyễn nha. Hôm nay thì cũng được một khoảng thời gian nhất định rồi đó, em trở lại bên cửa hàng xe máy Quỳnh My để cập nhật cho bà con anh chị mình tham khảo những cái mẫu xe ở đây. Nói chung là cũng nhiều lắm, đặc biệt là tí mình gặp chị chủ cực kỳ dễ thương luôn, chị tư vấn với bà con anh em mình ha. Bây giờ mình ở bên ngoài mình có cái bảng hiệu lớn nhưng mà nó gần đường quá, hơi khó quay, bà con thông cảm giúp em nha. Địa chỉ ở bên Quỳnh My ở đây là 372 trên đoạn đường là Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đầy đủ các dòng xe cho bà con luôn. Hầu như là ở đây có mấy cái dòng xe số như là Wayfa này, Sirius, Future, Exciter, rồi đặc biệt nói chung là những cái dòng như Exciter hay Wonder á là cửa hàng không hề thiếu luôn nha bạn. Đặc biệt là nay có những cái mẫu mô tô phân khối bự bự tí xíu như là Z900 nè là có luôn. Tí xíu đi gặp chị chủ xong đi rồi anh em mình sẽ quay kỹ review kỹ con này cho anh em ha. Còn bây giờ thì mời các bạn chị mình vô trong gặp chị chủ luôn để chị báo giá cùng với anh em mình ha. Rồi, hello chị. Dạ, chào Ngố, chào dạ. Kênh của Ngố Nguyễn nha. Dạ. Lần này là lần thứ hai rồi, thì mình like trên kênh Ngố Nguyễn thì giới thiệu với cửa hàng em là địa chỉ là 372 đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng dạ. Xe máy Quỳnh My nha anh chị. Dạ. Số điện thoại của em là 0938 909233. Có Zalo luôn, anh chị mua xe thì kết bạn hoặc là nhắn tin giùm em đi nha. Dạ. Mình cũng có trả góp rồi ra tên giấy tờ đồ này kia là ok hết đúng dạ, không? Dạ, bên em thì được cái là 90% bên xe nhà của em My bán ra là đều là chính chủ, có hỗ trợ sang tên toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Dạ. Còn nếu mà anh chị chưa có sang tên thì bên em My có công chứng ủy quyền cho anh chị nha. Dạ. Dạ. Nói chung là có công chứng ủy quyền là bà con là biết chắc là phải có chính chủ rồi đó. Dạ. Là chính chủ thì mình mới ủy quyền được. Dạ đúng rồi. Cũng như là mình cũng ship xe toàn quốc cho khách hàng được dạ, đúng không chị? Dạ, còn ship xe thì anh chị cứ chuyển khoản hoặc là đặt cọc trước cho em thì em ship toàn quốc nha. Rồi dạ. Bên em thì có thu hộ cho anh chị ở khu vực Bắc Trung Nam rồi có ship toàn quốc luôn. Còn khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì em ship tặng nhà cho anh chị mình luôn nha. Dạ rồi, dạ, rồi. Ok ha. Không biết là hôm nay chị em mình sẽ bắt đầu coi xe nào trước cho mọi người đây. Dạ nãy ở giữa đây thôi, giờ mình quay Vision trước đi nha. Dạ rồi, rồi bắt okay, đầu mình chị. Quay ra xe số. Em á thì giờ thôi mình quay Vision đây, nhưng mà em đứng tư vấn với chị mà em cứ đè cái con này miếng à. Em nhìn cái biển của nó đã ghê luôn á. Dạ. Hay mình quay con này trước cái đi được không? Cái nào nó cũng dạ. có mục đích hết rồi. Thì dắt con xe này ra là tính giới thiệu và khoe với anh em mình trên chợ trên kênh Ngố Nguyễn luôn. Dạ. Thì anh chị coi like và ủng hộ kênh Ngố Nguyễn dùm, với lại đăng ký kênh nha. Rồi dạ. Ủng hộ dùm cửa hàng Quỳnh My của em là Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi em giới thiệu một con xe này 2023 cho anh chị mình luôn nha. Ôi, màu con xanh. Này nó đẹp dữ ta, ốc cốt sau này kia là chưa có mở luôn nè. Dạ, còn nguyên bản hết luôn. Có 1000 cây thôi. Dài. Con xe này thì hiện tại giá thị trường mới đó, nó tầm 68 cũ là chưa bao gồm biển số. Dạ đúng rồi, chính xác luôn. Thì nếu mà biển số thành phố Hồ Chí Minh mà anh chị chưa có định danh thì tầm mắc khoảng 7 cũ nữa mới ra tên được. Dạ. Thì con xe này em đã bán biển số cũ sẵn rồi thì em đang bán với giá là 68.500.000. 68.500.000 và đã ra biển số sẵn rồi. Dạ. Hai remote còn đủ, hai cái mã email remote là còn luôn này mọi người nha, còn đủ hết. Hai cái đồ mở cốp để phòng có trường hợp mà mình hết bình hay bị mất chìa khóa này kia là mở cốp được á, là vẫn còn đủ. Nói chung là full hết, không có thiếu cái gì hết dạ. trơn này luôn. Còn đủ. Mà đặc biệt là cái bảng số, em đứng mà em cứ để cái biển số hết à. Dạ. Nó lạ cực kỳ luôn. 19939. Trời ơi nó đẹp, thần tài. Cái mức giá mà chị vừa đưa ra đó mình còn bớt dạ, cái gì không? 68.500.000 là em may bao ủy quyền cho anh chị, còn rút hồ dạ. sơ thêm phí giùm em nha. Giá này là hết maximum rồi. Cái thẳng dạ. ra là lãi ít lắm anh chị. Cho dạ. nên like trên kênh thì mình muốn bán hàng nhanh với bán được số nhiều thì mình bán giá thật sự là mình đưa giá ra tốt nhất để bán nha. Còn nếu mà anh chị chốt trên like này nói mua của kênh Ngố Nguyễn em giảm 500 còn 68 thôi nha. Dạ. Dạ. Hết nói chung thì hết giá luôn, báo sát cho bà con luôn. Dạ. Thì thật sự là cái dòng xe này em thấy thích hợp với ai? Thích hợp nhất là đối với những anh những chị ở khu vực Sài Gòn mình luôn. Dạ. Là rất phù hợp và đặc biệt là thích biển số đẹp á. Dạ. Là nhờ cửa hàng ủy quyền là ok mọi người ha. Rồi anh chị nào quan tâm thêm nhớ liên hệ với chị chủ để chị tư vấn rõ con này cho. Dạ. Còn giờ mình đến với Vision luôn hả chị? Dạ rồi, Vision okay, đi chị. Rồi mình quay những cái xe tầm tầm cho anh chị mình coi nó đỡ ngán hơn nha. Dạ. Rồi Honda Vision đời 2019 có khóa smart key luôn nha anh chị. Đúng rồi. À, trên like Ngố Nguyễn em cũng bán với giá là 22 triệu nha cả nhà. Rồi, xin lỗi ạ. 22 triệu đồng. Dạ. Bản số là của thành phố Biên Hòa Đồng Nai luôn, 60F3-287-84. Dạ. Dạ. Rồi ok, máy móc tất nhiên là riêng dạ, hả chị? Máy móc bên em là bao riêng những dòng xe mà từ 29 trở lên em bảo hành 1 năm nha. Dạ rồi. Dạ okay, rồi, tiếp theo nữa là em giới thiệu màu xám luôn. Em đang bán 23 triệu nha. 23. Bớt trên like Ngố Nguyễn 500 còn 22 triệu 500 nha cả nhà. Dạ, khóa thông minh mắt cây đồ là đầy đủ hết luôn á. Dạ. Biển số là 86B8 535 17 bà con nha.
Rồi dạ. Ok chị, mình qua con rồi, này ha. Hai con màu trắng thì anh chị biết rồi đó, Honda Vision và màu trắng mấy bạn nữ hoặc là bạn nam đều rất là chuộng luôn. Thì hiện tại cửa hàng em đang bán với giá là một xe 24 triệu nha. Dạ. Dạ. Bằng tất cả là đều ủy quyền được cho anh chị mình nha. Biển số là Cà Mau và Long An. Dạ. Con anh chị các bạn đang theo dõi là con biển số Long An 62B2-13204. Còn cái con bên kia tương tự y chang luôn, nhưng mà nó lại là biển Cà Mau 69L1-20900. Và tất cả đều là có thể là ký giấy ủy quyền được hết. Dạ, hai xe này Mi 3 ủy quyền cho anh chị được nha. À, ok, chỗ đó đó mọi người chính chủ mà ha. Dạ. Rồi mình tới cái mẫu nào cho khách nữa đây chị? Dạ rồi, nằm ở đây thì mình giới thiệu hai dòng con tay nha. Cứ tay ga rồi con tay cho anh chị mình đỡ ngán với mấy bạn mà tính đồ về con tay ấy, coi nó đỡ thu hút hơn. Yeah. Thì Winner V1 thì nó giá dao động bên em từ 14 cũ là có xe. Còn con xe này thì nó cảm nhận là nó còn chất hơn những con xe khác. Thì em đang bán với giá là 19 triệu nha cả nhà. 19? Dạ, 19 triệu, 2019, máy móc bao riêng. Cái vỏ trước là em thấy thấy là vừa thay là chưa chạy luôn á, chính xác luôn. Camera quay cái vỏ trước cho anh em coi đi em. Rồi chính đúng nghĩa là thay mà chưa chạy nên anh em coi nè đúng không? Ủa, em nói có thay đâu nè, cái đường ở giữa của nó nè còn nguyên luôn. Rồi cái vỏ sau thì còn dày. Dạ. Được. Rồi, 19 đúng không chị ha? Dạ, 19. Máy móc là đầu nồi là đầu nồi bao riêng nha, bảo hành chị 1 năm. Thoải mái luôn. Dạ. Còn giống như vậy em có 14 triệu nữa nha, thì một chút xíu mình sẽ quay sau nha cả nhà. Dạ rồi. Con nào đẹp thì mình phải phe trước. Dạ rồi. Dạ rồi, bước ra ngoài em giới thiệu những dòng xe số đi làm cho anh chị mình cùng coi nha. Dạ. Rồi, anh chị nào quan tâm mấy xe nhỏ nhỏ tiền thì giờ mình xem nha. Dạ. Ừ. SH đồ nãy kia là đầy đủ hết luôn bà con nha, cứ từ từ mình theo dõi. Chắc từ bên kia luôn hả chị? Dạ. Từ đây đi ha. Ừ, thôi bây giờ mình từ ngoài bước vô đi nha. Dạ. Nắng béo quá, lấy cái nón lái cho nó đợi. Dạ. Rồi, camera quay giùm anh cái chiếc Exeter 155. Hiện tại nó đang mang biển số là Trà Vinh 84L1-69119. Nói chung là cái chất xe thì đẹp cực kỳ rồi. Ốc tán anh chị các bạn mình nha. Đây là phiên bản phát thông minh Smart Key. Để em xem thử cho anh em mình là Odo nó chạy nhiều không nha. Có 5.318 cây thôi. Im ru luôn, khỏi lo. 31 triệu đó anh ngố. Dạ, 31 triệu 2022 nha. Rút gốc ra tên là ok đúng không chị? Ủy quyền được luôn. Đặc biệt em thấy là dàn áo là đang bọc keo trong nhám cả xe luôn. Đang bọc keo trong nhám luôn nè chị các bạn. Đó, đang bọc keo luôn. Dạ. Còn cạnh bên chiếc GD chị? Dạ, GD Suzuki 2018 nha anh chị. Biển số Long An em đi bán 19 nha. 19. Dạ, 19. Dòng này là trên kênh em cũng được lòng các chú lớn tuổi các bác lắm nè. Thì nếu mà chú các bác mà ưng á thì nhớ liên hệ với chị My hoặc là có thời gian đến trực tiếp, địa chỉ là 372 Nguyễn Thị Tú mình coi xe nha. 62K1-36951 nè. Rồi còn mấy con này chắc cho qua đi, tại vì ông chưa có nói giá nên chưa có biết con này mới vừa mua hay sao đó. Dạ rồi. Cingus FE 2018 nha. Em đang bán với giá là 11.500.000 nha. Biển số thành phố luôn. Dạ. Cụ thể nó là biển số của huyện Củ Chi mọi người, 59Y3-10832 ha. Rồi, mình tới quay 100 luôn. Quay 100 này em bán 11 năm luôn, hai xe bằng giá cũng là Sài Gòn luôn nha. Dạ. Rồi. Đầu nồi bao zin nha cả nhà, đầu nồi chưa có làm nha. À, mấy con mà đời nó hơi thấp hơn 2019 như này nè. À, chị hỗ trợ khách hàng mình bảo hành thời gian là bao lâu? Dạ, mấy dòng này thì em cũng bảo hành 1 năm luôn, tại vì dòng xe số này thì mình kiểm tra chất lượng rồi là đầu chưa rớt là bao anh em mình chạy 1 năm nha. Dạ. Dạ. Thật sự nói như vậy chứ mấy cái dòng này nó bền cực kỳ bà con. Anh chị các bạn nào mà xài rồi biết rồi mà đúng không? Dạ. Bà quay GDFI dạ. Cũng bằng giá 11 năm luôn nha. Em bán solo 3 xe bằng giá cho dễ nhớ. Dạ. Dạ, bánh mâm thắng đĩa, biển số 94 Bạc Liêu nha anh chị. Dạ. Rồi, ok nha. Máy móc tất nhiên là cũng riêng hết luôn. Dạ, bao riêng. Rồi, ok nha. Còn đây là phiêu chờ nè. Dạ, phiêu chờ 1 9 triệu. 9 triệu. Dạ, nhưng mà em nói luôn nha, cái này chắc em nghĩ là gớt đầu rồi mới có giá 9 triệu nhưng mà em bao ngon nha anh chị nha. Dạ. Và ngoài là còn theo xe. Ừ. 9 triệu. Chỗ này chắc mình gửi ra Ý Bình nha. Dạ, gửi ra Ý Bình nha. Đúng rồi, chỗ Ý Bình trong đây nè. Bình đầy đủ. Rồi, ok chị, có 9 triệu bạc thôi. Dạ. Biển số thành phố luôn, 53S7-3703 nha, là bản số anh chị. Rồi, qua Blast em bán 11 nha, cũng là biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. Ừ. 11 triệu. Rồi, ok bánh chị. Bánh mâm. Đặc biệt một cái chỗ nó là phiên bản bánh mâm luôn, tiết kiệm xăng bền bỉ, bà con anh chị mình đi làm đi cày bừa thì quá là ngon luôn rồi. Dạ. Còn mấy con này hả chị? Dạ khỏi đi. Khỏi nó, đi hả? Mình tóm tắt đi cho anh biết con nắng quá nó tội nghiệp. Dạ. Rồi giờ mình tới con nào đây? Dạ, Honda Vision 2012, biển số gò vấp nha anh chị. Dạ em mới bán 10 triệu. 10 triệu. Có vô nguyên cái bộ khung cản bảo vệ dành cho chị em phụ nữ mình nè, dắt ra dắt vào nếu mà có cọ quẹt thì nó sẽ đỡ trầy dàn áo mình hơn. Ngon lành nha, máy zin luôn hả chị? Máy zin, để cái nổ nha anh chị. Rồi, nhưng chị mà cái dòng này nó chưa có 3 dây tắt máy thì anh chị chịu khó chút xíu giùm em nha, là đề nó cứ sạc sạc cái nha. Dạ.
Nói chung đây là cái nguyên lý của nó là đề phóng anh chị, nó dạ, là như cái vậy đời đó. Này là nó chưa có ba dây tắt máy cho nên đề phải kêu sạc sẹt chút xíu đó, im dạ. Luôn cái tính năng nó là như vậy luôn chứ không phải là nó sạc sẹt là nó hư, đề phóng là vậy đó. Rồi còn bên đây là AB gì đây chị? AB 2010 Lên Thái em bán 11.500.000 nha. Dạ. Biển số 36 Thanh Hóa nha cả nhà. 2010 vậy nó có bi rồi. Dạ có bi rồi. Có bi rồi cái dạ. Lên dạo Thái nữa cho dạ. Nó đẹp. Thanh Hóa 36B9. Dạ. Rồi mình qua Vision nha. Dạ. Honda Vision này hiện tại là 2020 biển số Đắk Lắk nha. Dạ. Cũng có khóa Smart Key luôn. Thì AB đang bán với giá 23 triệu nha. Anh chị muốn công chứng cũng được luôn nha. Cặp vỏ xe là còn rất là dày và đẹp luôn anh chị. 47F1 61372. Rồi chính chủ bao dạ. Ký ủy quyền được luôn. Dạ 23 triệu. Ừ. Anh em anh chị các bạn mà khách hàng có xe trao đổi là bên Quỳnh My mình có nhận trao đổi không? Dạ ví dụ như anh có con xe đẹp hơn hay là xấu hơn muốn dư tiền ra hay là thêm tiền vô thì bên em cũng có hỗ trợ trao đổi cho anh chị mình luôn nha. Dạ, rồi có. Góp luôn cũng được luôn nha anh chị. Ừ, dạ. Rồi mình qua chiếc Liberty S phiên bản này là có ABS biển số là của huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh luôn. Con này thì tình trạng nó sao dạ, rồi chị? Tình trạng xe này của em May là một đời chủ duy nhất, anh chị mua thì em May ra công chứng liền cho anh chị luôn nha. Chính giá May đang bán với giá là 24. Nếu mà trên kênh Ngố Nguyễn anh chị nói là kênh của Ngố thì em May có giảm tiền xăng cộ thôi nha. Hai cái chìa khóa riêng của Piaggio là còn luôn. Còn luôn bà con mình hén rồi cái mã nè, mã thì chìa khóa là còn luôn. Ok nha, Liberty. Được cái là cái dòng của Piaggio này á, mình đi mua xe mới thì giá trị nó cao, nó mắc lắm. Nhưng mà xe đã qua sử dụng thì người sử dụng sau mình luôn luôn là người được lợi. Dạ. Giá nó giảm nhiều. 23, 24 triệu. Dạ 24. Dạ em giới thiệu tiếp theo là con xe 2014 nha, biển số Bến Tre. Dạ. Thì máy móc bao zin vàng áo nó còn zin theo xe luôn nha anh chị, chưa có giảm tốt chứ, em bán 15 thôi nha. 15. 15 triệu AB 125. Dạ. Xe này em bao tranh chấp chứ không có công chứng được nha cả nhà. Dạ rồi. Dạ. Mã số Bến Tre 71103 96. Tình dạ. Trạng xe như thế nào chị cũng tư vấn rất là rõ ràng với bà con mình luôn rồi. À, bên đây đi chị. Dạ AB Thái 209 có công chứng được cho anh chị mình luôn, em bán 28 triệu nha. 28. Cái này là mình có FI chưa ta? Dạ FI. FI luôn rồi. Biển số thành phố luôn, 59N1-02649 bà con mình nha. Dạ. Một chiếc Frigo bản S dạ. Nè. Frigo bản S này thì có thắng ABS luôn rồi nha anh chị. Dạ. Cũng là biển số thành phố Hồ Chí Minh mà quận 12 nha. Ừ. Bao công chứng ủy quyền được cho anh chị, em đi bán chỉ có 22 triệu 500 ngàn. 225. Bao công chứng ủy quyền được. Dạ. Rồi, kế bên là mình sẽ có dòng của Yamaha luôn, đó là dạ. NPX 155. 155 dạ. Biển là thành phố 59H1-71970. Này chắc quận 5 hả chị? Dạ quận 5 rồi. Mà sao em nghĩ nãy giờ quay lại nhìn xe không biết đẹp hay không mà thấy cái vỏ xe con nào cũng đẹp nhỉ? Đúng rồi đó. Thiệt, mấy cái dạ. Vỏ xe nó dày dày không à. Dạ. Dạ con xe này em nói cho giá hết hồn luôn. Em thấy mấy anh chị like toàn 27 thôi, nhưng mà em đi bán phá giá luôn 24 triệu thôi. Bao công chứng ủy quyền được. Dạ 24 nha. 155 khóa thông minh mát cây luôn các bạn nha, chứ không phải mấy dòng 155 mà khóa cơ đâu. Nên là cái giá nó là vậy đó, là quá ok rồi. Xanh GB. Ừ. Có cái ba ga cũng độc nè. Cái ba ga là bằng nhôm, bằng sắt vậy nè, là phay được cái logo của Yamaha luôn, rất là đẹp. Mình qua đây là dòng Janus đi chị. Dạ, Janus 2020 có khóa Smart Key luôn nha cả nhà. Dạ. Cũng là thành phố Hồ Chí Minh. Những dòng xe thành phố Hồ Chí Minh là em đi cũng công chứng cho anh chị mình được, ủy quyền được luôn nha. Dạ. Em bán 19 triệu. 19, khóa Smart Key đàng hoàng đầy đủ luôn. Dạ. Cái màu này em nhìn nó cũng sang sang, nó sạch đẹp sao á. Dạ, cái màu nó nhâm nhâm nhám á. Dạ. Dạ, dễ chịu. Có cản sẵn rồi anh chị về chỉ đi thôi. Dạ. Bảo hành 1 năm luôn nha. Này phù hợp với chị em phụ nữ mình nè, hoặc là các bạn học sinh sinh viên đó. Dạ. Cửa trọ đồ nó nhỏ đó, mình có cái cản này vậy chứ tiện lắm nha các bạn ha. Rồi dạ. Review chút xíu đổi món đi. Dạ. Kawasaki nha. Anh ngó nói chuyện dòng con này bự quá chị. Giá 900 phải không? Dạ. Này đời nào chị? À đời 2018. 2018, giá dạ. 900. Đó thì anh chị mình coi trước đi. Phiên bản này có ABS chưa ta, để em coi coi, hình như là có rồi vậy. Đúng rồi, ABS đồ là đầy đủ. Đèn trợ sáng nè, ốp lốc nè, ốc kiểu một tí xíu. Đặc biệt là có vô cho anh em mình cái lon Akavit, nói chung là hàng đồ chơi thôi. Hàng cơ bản rồi, thôi. Khi anh chị mua con xe Kawasaki này, em đi tặng một cặp nón bảo hiểm wow. Của mô tô. Dạ. Và hai cái gì ta? Hai cái thùng hai bên gì đó là cái gì ngốt? Ủa, có hai cái thùng luôn có hả chị? Có hai cái thùng wow. Luôn. Dạ. Vậy rồi. Là nếu mà có đầy đủ phụ kiện vậy là anh em mình về đi tour đi phượt là ngon dạ, lành đúng luôn rồi. Em bán 120 nha. Ủa giá 900 mà có 120 thôi hả? Dạ nói chung là con xe này ông xã em mua ông trải nghiệm ừ. Mà có ô tô rồi mà mua đi trải nghiệm rồi à giờ bán dạ bỏ 130 đó, bữa nay bán 120 có đầy đủ cặp nón ừ. Bảo hiểm và có hai cái thùng đựng đồ hai bên luôn nha. Ừ, ngon lành luôn dạ. Thử nổ máy cái nha. Dạ đây vô cái logo AK này mọi người ha. Quay chi tiết phía sau giùm anh luôn cái camera.
biển số 93 Bình Phước, người nước ngoài đứng tên nha. Wow, hèn gì thấy nó lạ lạ. Đó anh chị các bạn, bỏ này về trải nghiệm thời gian ngắn, mình thay vào chỗ mới cho nó ngon nha chị. Hai bếp hai kênh trước sau luôn. Rồi, tiếng hú của bố máy thì tuyệt vời rồi, đặc biệt là của nhà Kawasaki. Anh em mà tiếng mà nó gầm rú hơn tí xíu nữa, về mình đổi cái lon bô là bao mùm đã luôn. Phuộc treo im ấy, 120 chẳng đúng không chị? 120 chẳng nha, là có tặng phụ kiện cho anh em rồi đó. Dạ rồi, ok nha bà con mình nha. Giờ mình qua kế bên luôn hay sao chị? À, có xe BG luôn. Dạ, xe BG. Xe BG này nói thiệt với anh chị luôn là cái like trước em cũng có like rồi. Mà em dạ. Bán 52 mà có mấy anh xuống coi mà em vẫn chưa chốt được. Giờ like này em bán 51 thôi. Đồng dạ. Hồ mới 100 cây 2023 nha anh chị. Bản số này kia là đầy đủ luôn. Dạ. 75F2 16298. Hầu như là em thấy nguyên bản chỉ có vào cái trắng bùn với lại xi nhan phía trước tích hợp thôi. Dạ. 100 cây thôi hả chị? 100 mà. Này là quá ok thiệt nha chị, tại vì cái vỏ xe của nó là cái đường ra giữa là còn nguyên luôn. Ở phía trước thì camera cứ quay đi. Còn đầy đủ hết. Dạ, còn phía sau là đúng nghĩa là đẹp luôn. Dạ, em bán 51 thôi nha. 51. Dạ. Cái này chính chủ không chị? Dạ chính chủ. Dạ. Còn là... chị rút hồ sơ thêm em hai cũ nha, tại Huế là mình rút mô tô để bo cho anh em chút xíu nha, hai dạ. Cũ. Dạ rồi, ok. 53 bao rút hồ sơ. 53 là bao cả hồ sơ. Còn nếu không dạ. Thì mình có thể là nhờ khách hàng có thể nhờ mình ký ủy quyền dạ, được đúng không? Dạ, được ủy quyền được nha. Dạ, tại vì chính chủ mà. Dạ. Thôi gì. Rồi con này dạ. Mình có không? Con này đi, à, mình dạ nhắn nhắn con bé nắng từ ngày. Dạ. Nhiều anh lắm, chị ơi, anh chị ơi, em có con SH này em mới vừa mua là 2022 nha. Dạ. Vẫn là hai khóa hai gương đầy đủ. Anh chị coi chắc xe giùm em nha, ABS dạ. Luôn nha. Đồng hồ chạy được khoảng 8.000 cây thôi anh chị. Dạ. Biển số là Củ Chi luôn nha. 490368. Một đại chủ duy nhất. Cái chất xe đây anh chị coi nè. Anh chị coi là anh chị biết được là em May có nói sự thật hay không nha. Cho ngố kiểm định giùm May luôn. Đó. Dạ. Rất là đẹp anh chị các bạn. Và đặc biệt hơn một cái chỗ á, giờ áo đang bọc keo. Đang bọc keo luôn. Mà nó mới như thế này nè. Thì keo này nếu mà tư vấn thú tình của em á, thì anh chị về mình cứ để chạy một thời gian, nhưng mà ngắn ngắn thôi, đừng để chạy nhiều. Mình lột ra một phát là y như một chiếc xe mà mình dắt trong hãng đó luôn. Tại vì theo những gì mà em đi nhìn xe nhiều á, thì gỡ cái keo này ra là như một chiếc xe mới luôn, khỏi phải lo. Tại vì bên ngoài giờ nó không có trầy xước gì hết trơn à. Dạ, em đi bán 83 nha anh chị. 83. Dạ. Rồi, ok bà con nha. Cái này là 150 ABS đúng không chị? ABS đúng nè. Dạ. Mọi người đừng có nghĩ là cái phiên bản 150 này bây giờ rẻ đâu nha. Mặc dù là 150 ABS với 160 ABS, tất cả đều sử dụng chung nhau hết luôn, không có khác cái gì từ cục máy khung sườn hết. Nhưng mà bây giờ những cái hàng xe mới vài nơi em biết là ai mà còn dòng 150 này họ đại giá rất là ghê. Đó. Thì anh em nào quan tâm nhớ liên hệ với chị My sớm nha. À, 83 triệu nha. Có bớt lọc cho anh chị khi mua SH nha. Dạ, có 8.000 cây thì không thấm thía gì một chiếc xe cao cấp này đâu. Rồi sắc bên em ngấu luôn đi, 150 dạ. ABS luôn 2018 nha. Mẫu này thì được cái là được lòng các bạn anh em mà trẻ trẻ hơn xíu, tại vì nhìn cái thiết kế nó thể thao hơn. Dạ. Nó mạnh mẽ hơn tí. Mà cái màu này nó cũng đặc biệt nữa. Màu lý do mà em đi để hai con xe gần nhau là anh gì nè anh chị? Một dạ. Chủ một duy nhất luôn. Một chủ một đứng tên hai xe. Quê nha. Thì em mua tới nhà luôn, mua luôn thì con này 2015 125 nha. Dạ. Nó một mạc như vậy luôn đó, coi giùm mi nha. Đó. 2015. Đó, khóa tìm xe. Còn bấm là đèn chớp ngon lành đầy đủ. Máy hai con này chắc nhiên chắc còn riêng luôn hả chị? Riêng bao riêng đầu chưa dạ. Gớt luôn á. Dạ. Rồi em đang bán con này là 44, cũng bao ủy quyền được cho anh chị. 44 chính chủ bao ủy quyền. Dạ. Bên đây chắc chắn 72. Là cũng một chủ rồi. 72, 150 ABS nha. Ok chị. Này đó. Chủ này bán hai chiếc SH này chắc lên 350 quá. Không có lên tại vì chú dư dùng á, là lại dạ. Cũng có mối quan hệ rồi chú kêu ra bán rồi trở về luôn một cặp luôn á cả nhà. Dạ rồi. Hai con này là keo mới vừa lột ra nhưng mà chưa có dặm tốt gì, đảm bảo cho anh chị là chắc xe chưa từng dặm tốt. Dành dạ. Tốt chỗ nào tặng tiền chỗ đó, dán tiền lên là hết. Rồi, ok. Dạ hai rồi. Hai con đều là biển số của thành phố hết luôn. Dạ, biển số thành phố. Dạ. 59Y3 và 59N1 là lý do như thế này. Khi năm 2015 là chú nhà ở Bình Chánh. Dạ. Rồi, tới sau này 2018 chú đã chuyển qua bên Hóc Môn. Thì bây giờ Củ Chi chứ xin lỗi ạ, qua Củ Chi thì một con xe tên một cà quẹt cùng một chủ nhưng mà hai địa chỉ khác nhau nha. Dạ. Dạ. Đó là điều quá đương nhiên anh chị bạn. Đó dạ. Là cơ bản bình thường thôi. Nhưng mà quan trọng là hai cái tên vẫn là một chủ. Dạ. Rồi ok chị. Dạ. Qua có... quay qua em giới thiệu SHM đi nha. Dạ. Cứ qua tour chứ xem còn nhiều lắm cả nhà. Dạ. Rồi SHM này coi 2022 nhưng là bản này bản C nha anh chị. Ừ. Em đang bán với giá là 51 triệu nha. Không 51. Có bớt được nữa luôn. Cũng ủy quyền cho anh chị 2022. Dạ. Mới quá chị ơi.
Dạ. Con này em thấy nó mới lắm. Đó, xịn bùn phía sau là còn nha, chứ nó xài các bạn là nó mới cực kỳ luôn. Rồi, năm mấy chị? 51 thôi ạ. 51. Nếu mà nãy giờ em chưa hỏi về vấn đề trả góp nhiều, chẳng hạn như tầm năm mấy triệu này mình trả trước nhiều không ta? À, nếu như những bạn khách bên Minh My á là hỗ trợ cho từ 18 tuổi trở lên. Yeah. 18 thì anh chị phải trả trước tầm 30% nha. Còn dạ, trên 20 tuổi thì dòng SH em hỗ trợ tối đa được 50 triệu nha cả nhà. Dạ, SH là 50 triệu, còn những dòng xe khác thì cứ alo, ebook cho em My. Những xe 30 triệu thì không trả trước một ngày nào, vẫn nhận được xe khi mua trả góp nha. Ok ha. Dạ. Rồi, qua kế bên luôn hả chị? Kế bên em có màu đen nha anh chị. Ừ. Màu đen này có thắng ABS nha, cũng là 2022 luôn. Rồi. Cũng là siêu lướt luôn nha cả nhà, dưới 10.000 cây thôi, em bán 55 nha. 55. Dạ. Này thì phiên bản đặc biệt rồi, anh em mình mà đi mua mấy cái mẫu SH Mod này mà màu đen nhám nè, màu xám xi măng, đó là một cái cặp màu mà mắc tiền nhất khi mà mua thắt mốt luôn. Dạ. Đây anh chị các bạn, bên trong em thấy cũng nhiều BCX quá nha. Dạ, em báo giá tổng kết BCX luôn nha. Dạ. BCX thì em có màu đen em bán 21 triệu thôi. 21. Dạ, là đời 2014 nha anh chị. Dạ. Cũng là thành phố Hồ Chí Minh chính chủ. Ừ. Được cái biển số đuôi hay là bị đẹp nha. 06662 nha. À. Là 3 số 6 giữa Tâm Hoa đó cả nhà. Dạ. Rồi, tiếp theo là màu đen này, màu đỏ đen. Cũng là biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn, Củ Chi. Ừ. Thì em đang bán với giá là 24.500. 245. Dạ. Dạ rồi. Màu bạc đời 2015 nha. Dạ đây màu anh bạc chị. Màu bạc thì nó là cái form mới phải không anh? Dạ đúng rồi chị, con này form mới nè, nhìn đẹp nè. Biển dạ số là của thành phố Thủ Đức luôn. À, em bán 27 nha. Chìa khóa là em thấy còn đủ một cặp, với lại cái remote tìm xe là còn luôn anh. Dạ chị nha. À, còn dùng ly cho chị em nhà mình đi. Bây giờ em bán ba xe này cũng đều là chính chủ, em bán chỉ có 16.500, bao công chứng ủy quyền được cho anh chị nha. Dạ. Đời 25. Bằng giá nhau hết luôn hả dạ chị? Dạ, em bán chung giá luôn là 16 năm bao công chứng cho anh chị nha. Đặc biệt chỗ là xe nào cũng chính chủ á mọi người. Quận 8, quận Thủ Đức và một con quận 12 nha, ba dạ xe. Rồi, chính chủ okay hết chị. Rồi nằm đây thì em giới thiệu AB cho anh chị mình luôn. Dạ. Rồi AB 150. À, form này là form cũ nha cả nhà, dòng 150 nó bỏ mẫu rồi. Dạ. Em đã rút hồ sơ thu hồi sẵn luôn rồi, có hồ sơ tại trong nhà luôn. Dạ. Hiện tại em đang bán với giá là 41 nha. 41 triệu bà dạ con ha. Hai khóa theo xe, còn xe đầy đủ hai khóa luôn nha anh chị. Đây. Dạ đây. 7.000 cây. Dạ. Mi bán 41 là có hồ sơ sẵn cho anh chị về bấm biển số giùm em nha. Dạ. Rồi kế bên em bán chỉ 37 thôi, là chưa thu hồi biển số 71 bánh chưng. Còn biển 71 nha. Dạ. Con này nhìn nó bóng ghê á chị, nhìn đẹp ghê luôn nè. Dạ. Rồi. Còn cái bên là một cặp 125. Dạ, 125 thì một con màu xám biển số 94 Bạc Liêu em bán chỉ có 295 thôi nha cả nhà. 295. Còn bên đây con màu xanh đen chị. 4 van á cả nhà. 4 van biển Củ Chi nha. Đúng rồi. 2022 đăng ký 2023. Ừ. Là 4 van này cái bô nó sẽ cao hơn cái bô cũ thường á cả nhà. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, em đi bán 34 năm bao công chứng ủy quyền. Dạ. Dạ. Trên đây mình quá trời video luôn nè. Dạ, qua đi em báo giá chung luôn, từ 30 cũ là có xe nha cả nhà. Dạ. 125 30 triệu, 150 em bán 34.500 cũng ủy dạ quyền được cho anh chị mình luôn nha. Chính chủ hết mà, cho dạ là thoải mái vấn đề đó. Rồi, mình qua quay ra tiếp nha. Nè. Dạ. Em là cái tật cứ phải sen vô để cho anh chị đỡ ngán mà để coi được tới cuối clip luôn nha. Dạ. Rồi. Xe này là biển số thành phố đời 2020 nha. Dạ. Ký giấy được em bán 14.500. Chất xe đẹp ghê luôn nè. Dạ. Đó anh chị coi này biển bình số tâm nè. Đúng rồi. Rồi dạ ok mọi người ha. Rồi tiếp theo là 2022 nha anh chị. 2022. 2022 đồng hồ chạy được 3.000 cây. Biển số Đồng Nai. Ủy quyền được nha. Đồng dạ Nai này mà ủy quyền được luôn nha cả nhà. Ok. Dạ 2022 luôn, em đi bán với giá 18 nha. Biển số là của thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng dạ Nai luôn bà con nha. 18. Chìa khóa còn em thấy là còn đủ một cặp luôn. Dạ, có 1.000 dạ mấy trăm cây thôi. Thì mình xuống em xuống A Bà Lết nha cả nhà. Dạ. Ông xã em kêu bán con này 7 triệu rưỡi nhưng mà trên live bán 7 triệu cho anh chị nha. 7 triệu. Dạ, 7 triệu. Rồi. Biển số Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Dạ, 59D ha. Đúng dạ rồi. Xe này chưa có phun xăng, bình xăng con nha anh chị. Dạ. 7 triệu. 7 triệu anh chị nha. Dạ. Còn rồi AB 125 em có màu trắng, màu cam với lại màu đỏ. Màu trắng em đang bán 13.500.000. 13 năm. Biển số là 47 Đắk Lắk nha anh chị, máy dạ móc bao zin bảo hành 1 năm luôn nha. Rồi. Anh chị đừng có suy nghĩ là mười mấy triệu là có bảo hành hay không, là em có bảo hành nha. Ừ. Dạ. Rồi còn màu cam anh để nhiều. Dạ màu cam biển số quận 8 em bán 16 nha. 16. Dạ. Màu đỏ đen em bán 15, biển số 62 Long An. Dạ rồi. Dạ rồi. Ok bà con nha. Rồi tiếp qua đây em giới thiệu qua Vino V2 nha. Sao nhiều quá nè chị. Quá trời luôn, V2, V3 là có đầy đủ hết luôn dạ nha. Đầy đủ màu phiên bản luôn. Như đầu tiên ở đây là V2 nhưng mà nó là phiên bản thông thường, chưa có ABS. Dạ. Này mình để sao đây? À 62 Long An chạy có 2.000 cây anh chị. Mới tin nè trời. Dạ 24 triệu. Dạ 24 triệu. Muốn ủy quyền em ủy quyền được luôn nha. Muốn rút hồ sơ thêm giùm em 1.500.000.
cái chất xe nó quá mới anh dạ. chị nha, phải lưu ý cái chỗ đó đó. Rồi tiếp theo là Tiền Giang, em đi bán 23 mà đồng hồ chạy nhiều hơn. Dạ. Rồi em bán 23 cũng ủy quyền được cho anh chị luôn nha. Ừ, chính chủ luôn. Dạ. Khóa chìa khóa còn đủ hai chìa. Quan trọng cái chỗ là ủy quyền được đó các bạn anh chị. Chính chủ nên mới ủy quyền được dạ. đó. À. Rồi V3 thì hiện tại em đi còn 4 màu thì giá 28 triệu là có xe nha anh chị, qua sử dụng rồi nha. Dạ. À kênh Ngón Nguyễn lúc trước á lần là like đầu tiên em có like thì anh chị hỏi em 28 là xe mới không là không nha. Dạ. Xe 28 là xe qua sử dụng rồi mà nó lướt nha cả nhà. Dạ. 28 triệu em có màu bạc, màu đen, màu đỏ nhám, em rút hồ sơ sẵn rồi là 31 nha cả nhà. Dạ. Rồi anh chị cứ coi thì ebook hoặc là nhắn tin qua số điện thoại là 0938902333 giùm em đi nha. Đặc biệt là 4 chiếc V3 mọi người đang theo dõi trong hình nó đều là phiên bản ABS hết luôn dạ. nha. Rồi dưới đây là dòng Satria Rider Sonic nè chị. Dạ. À, chẳng hạn như mấy cái dòng Rider Satria đó thì giá mình sao, chẳng hạn con này đi, con đầu tiên Satria xe thành phố thì em đang bán với giá 25 nha. 25 triệu, ủy quyền được. Dạ rồi dạ. Ok nha. Biển số Long An bán 24 nha cả nhà, sát bên luôn. Dạ. 24 24. Rồi Sonic em bán 26 nha. Sonic trắng đỏ rất đẹp anh chị nha. Dạ, mà giá cũng 26. Chỉ có 26. Quỹ quyền được không vậy con Sonic? À Sonic này là em không có quỹ quyền được, chỉ ký mua bán được thôi, hết quỹ quyền nha. Dạ, còn nếu mà muốn ra tên thì rút gốc được. Dạ, rút gốc thì em chịu gửi. Dạ rồi, ok rồi. Rồi tiếp theo nữa là em có màu xanh biển số Thủ Đức đó cả nhà. Sơn 3D đó anh chị. Dạ, 28 cũ nha. 28. Rồi, ok bà rồi, con. Rồi Raider hiện tại là em có còn hai con Raider. Ừ. Đây camera quay cho mọi người đi. Con màu xanh này thì nó là cái màu nguyên bản rất đẹp và đặc biệt là có lên cho anh em mình một cái cản Baga GV. Cái đó là hàng đầu chơi anh em ha. Anh em mà có thùng có thấy tỏ là gắn lên thì đi xa đi tour là thoải mái. Rồi, cái dòng Raider này về giá mình dao động sao chị? Con này 2022 nha cả nhà. À. Nên em sẽ bán mắc hơn xe thành phố. Thành phố mình chỉ bán có 25 triệu thôi. Dạ. Không bao công chứng ủy quyền. Còn con này em bán 27 nha. Dạ rồi. Dạ. Còn đó biển Long An anh chị, 62S1 biển số 3, cũng đẹp. 888. Rồi. Rồi, 155 luôn nên ngó. Dạ rồi, ok chị. 155 dạ. Em thấy có 3 chiếc đỏ nhám. Em bán đồng giá luôn 31 triệu cho anh chị em mình dễ lựa nha. Đây là bạn khóa mắt cây hết trơn luôn. Đó, con đầu tiên các bạn đang theo dõi là biển số của quận Tân Phú. Con thứ hai là biển số của tỉnh Long An và con thứ ba là biển số của quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Còn 150 led bao khoang này chị? Dạ em bán từ 23 cho tới 26 triệu nha anh chị. 23 triệu em có biển số 68 Kiên Giang, ủy quyền được cho anh chị luôn nha. Dạ. Bao gin đầu nồi chưa làm thì anh chị biết là cái dòng này nó sẽ hơi rộng so với những dòng 135 nha. Nhưng mà riêng con này em nghe vẫn im chứ, đâu có dòng dạ, máy đâu. Con này em bán được. 23 đó. 23. Dạ. Cái này đang thiếu bộ tem nha, mua chị lì xì bộ tem được không? Dạ em có 3 bộ tem nhà cho lựa. Lựa lấy cái nào thích lấy thì dán vô cái đó nha. Ok luôn. Cả thành phố cái bên anh ngố luôn, em bán với giá 26 nha. Áo là sơn tem 3D bà con nha, dạ. Biển số của quận 11 đây. Dạ. Bên đây là Long An. Long An em bán 26 luôn nha cả nhà. 62E1 2283. Ủy quyền được nha, Long An em ủy quyền được luôn. Dạ rồi, ok chị. Màu xanh nghe tan ngố luôn đi. Đây hả chị? Dạ, rồi. Xanh GB này mọi người. Dạ, 26 triệu luôn. Biển 26. Số là 84 Vĩnh Long, 84 Trà Vinh nha. Trà Vinh, 84 Trà Vinh. Dạ. Còn mấy cái này xe mới hả chị? Dạ xe mới hoàn toàn, mi đang bán 31 triệu V2 nha. Anh ngó nói giùm em cái đó đi. À 31 triệu. Ở đây là con nào mình cũng bán 31 đúng hết. Đúng rồi, 31 và triệu mới hoàn toàn. Và tất cả nó là đều phiên bản ABS. Mọi người thấy là từ cái đỏ camo, xanh camo, đen nhám đặc biệt đến cái màu đỏ đường đua HRC á, nó vẫn bằng giá. Và đặc biệt là em kết cái màu đỏ HRC nha mọi người. Mà ở đây chỉ có 1 chiếc thôi. Nên là anh em nào mà cùng chung sở thích giống em á thì chốt sớm nha, tại vì nó có màu à. Còn riêng cái màu đen nhám nè, toàn là ABS hết luôn, 31. Cái này là mình xuất hóa đơn khách tự toán đúng rồi, xuất liền nha. Khi bạn nào mua tại cửa hàng thì đợi em 15 phút có kế toán xuất hóa đơn liền cho anh chị luôn nha. Dạ rồi. Ồ, trời mình tắt cái dòng nào nữa đây. Nè, em còn hai mấy chiếc ly với lại vết ba đi. Em dạ bỏ rồi. Sót cái chỗ này nè cả nhà. Ừ, dạ. Để mấy anh chị nói là có xe mà không quay. Em quay nhanh nha. Dạ. Biển số 70 Tây Ninh, con này nói thật với anh chị là có căn cứ công dân thôi. Tại vì bạn này không có ra ủy quyền được là không có giấy độc thân nha. Em bán 22 thôi cả nhà. 22 triệu. Dạ. Rồi, ok nha mọi người. Đây là dành cho chị em phụ nữ nào thích dạ. cái dòng ly mà xe mới bây giờ giá trị nó cao quá thì mình mua cái dòng này rất bền, rất ngon nhưng mà giá lại rẻ đó anh chị. Ba dạ. mắt cây đầu đầy đủ, bị tốt của trong hai đầy đủ luôn nha anh chị. Dạ. Rồi. Rồi màu đỏ cái bên em đã thu hồi biển số sẵn rồi, em bán 26 triệu 500 nha. Remote em thấy còn đủ luôn kìa. Cái nào cũng đủ hết, hai cái hết á. Dạ. Hai cái remote rồi hai cái đầu mở yên rồi mã email remote là vẫn còn dạ. luôn. 265 đã bao gồm phí rút hồ sơ sẵn rồi nha cả nhà. Dạ. Còn ngoài kia mình có mấy chiếc Piaggio Vespa đó chị. Dạ, còn ba chiếc này em giới thiệu luôn. Ừ. Con sơ Tiền Giang là đời 2016 nha. Dạ, 2016. Rồi, có khung xăng điện tử luôn. Em bán với giá 285 bao công chứng ủy quyền cho anh chị nha. Dạ. Đang hiện tại đang đi một cặp bao tay đồ chơi với lại cái cặp gương gù nhìn cũng rất là dễ thương mọi người ha. Dạ. À, còn rồi, kế bên là em có ABS luôn nha cả nhà. Dạ. Tại đời 2018, 2019. Bà số em đang bán với giá là 45 nha. 45.
đỏ candy với mọi người. Dạ. Nhìn rất là sang, rất là đẹp. Còn chị nào nha, đây quay cái dàn đầu giúp anh ha, cho mọi người theo dõi. Cũng có biển số nó cũng rất là dễ nhìn nha, cho bữa nay chậm vía coi con nào cũng biển số cũng đẹp hết ra cả nhà. 178-78-59-Z1 và nguyên full cái dàn ốc lốc máy là xe này đang đi được đi ốc Salaya. Rồi, này mày lấy sao? Mày để 35 bao công chứng ủy quyền nha. Dạ, 35 chính chủ, bao ủy quyền công chứng hết. Rồi, ok. Khá đẹp. Dạ. Sang xịn mạnh. Okay. Mới mua của khách chưa lấy đồ ra luôn. Dạ. Rồi mình tới nhà nào. Rồi tước cho trong nhà cái nữa đây rồi. Dạ. Mình okay. Nhưng mà nói trong đây mình thấy thác nhiều nè. Á thác nè, rồi phiêu chợ đâu nữa. À vậy mình quay phiêu chợ. À anh Ngó nói thắc mấy nhớ. Cái con này mà anh Ngó có tin chạy 13.000 cây không? Con này như mình xuống áo, mình xuống áo đúng không chị? Không có xuống luôn, khách xuống sẵn rồi. À khách nè. Đời 2015 là chạy 9 năm rồi đó anh chị. 62N1-329-69. Thì cái này là form bánh thác Việt Nam. Nhưng mà hiện tại là đang mang cái dàn áo giống anh chị nha, giống bánh thác Ý. Khóa mắt cây luôn, 2015. Dạ. Vậy chắc là nó phải cuối 2015. À, tháng 12, 2015. Dạ đúng rồi, phải cuối 2015. Nói chung là mẫu này người ta gọi là mẫu 2016 á chị. Thì mới có một khóa mắt cây. Thì chạy chị nói là có 13.000 thôi hả? Đúng rồi, tại vì lúc anh khách ra đây bán á, mình còn đang nghi ngờ nữa. Mình dạ. Nói ủa sao mà 9 năm anh chạy gì ít vậy. Thì giờ nhìn cặp vỏ mới sản xuất năm 2015 còn luôn. Dạ. Và cả cái dàn chân như thế này luôn đó. Dạ. Rồi em đi bán với giá nhanh gọn lẹ 46 cũ nha cả nhà. Rồi 46 cũ nha. Bao quỹ quyền được 46 triệu. Tiêu anh chủ ra quỹ quyền cho anh chị luôn. Dạ. Tuần này là tuần 36 của năm 2015 mọi người nha. Tuần 36 2015. Đó, mày nói thiệt mà. Không có nói tiếng máy là nó quá im luôn. Im hơn tháng rồi mới nhiều. Bỏ ra bán cái nói đại anh Quỳnh về coi đó. Không dám mua luôn. Tại vì nó nói nghĩ là 9-10 năm rồi mà chạy 13.000 được. Sao tiếng máy nó đã hết rồi mới ghê luôn ta. Nó im rú à. Không rung không rần gì hết trơn luôn. Đã. Nhiêu chị? Dạ em mới bán 47 triệu. 47-125 đúng không? Dạ. Rồi được nha anh chị nha. Nhìn bữa nãy nó 47-246 của anh trời. Thôi cái giá nào mà chị bán. Hồi nãy nó 46, xin lỗi nha, tại vì anh dạ. Thấy em ghi 47 nè, cho nên giờ dạ. Xin lỗi nha, em bán 46 thôi trên kênh Ngô Nguyễn nha. Dạ rồi, ok nha. Bao công chứng quỹ quyền. Này là lên nhà ý, giống ý anh chị ha, giống ý thôi. Dạ. Rồi còn đây là tới Future. À, Future mi bán 23 nha cả nhà, 2020. Bánh mâm đĩa, đèn led đồ đầy đủ, full đẹp luôn. Dạ. Bản 03445, Long An. Dạ, số gánh 3445 ha. Dạ. Còn rồi. Cái bên là cái màu đặc biệt nè, màu này là giờ là ngưng sản xuất màu này rồi. Em mi bán 26 nha cả nhà. Chìa khóa là cầu đủ hai chìa luôn. Cái này là hết quỹ quyền nha, còn ký dạ. Mua bán thôi nha anh chị. Biển dạ. Số Đồng Tháp nha, thành phố Cao Lãnh. 66B2-23371 bà con mình ha. Còn dạ. Cái bên là Future Mập. Cũng là 66 nhưng mà huyện Thanh Bình nha. Em dạ. Đi bán chỉ có 18 năm thôi nha cả nhà. 18 năm. Rồi, 2018 okay, có phun xăng điện tử. Dạ. Rồi Sigut nha cả nhà. Sigut đời 2021. Biển số cũng hai cái cặp luôn á. 94343 Củ Chi. Rồi. Bao công chứng quỹ quyền được cho anh chị giá 15 nha. 15 triệu. Ok chị, quay gạt ít nữa nè. Rồi quay gạt ít này thì biển số Bình Chánh 27272. Dạ. Cũng dễ nhớ không anh chị, 33 năm thôi. Dạ rồi, phun đăng điện tử luôn nha. Rồi cái con xe này thì em không biết tả làm sao, chắc phải đợi anh Ngố đi. Tại vì cái xe vô đồ chơi em bán 20 triệu nha. À, 2022. Con này để em xem thử coi, sao nhìn cũng dạ. Đẹp đẹp nè. Biển số đẹp luôn đó. Dàn áo là đang dán keo trong nên nhìn nó đẹp lắm anh chị. Rồi khóa smart cây. Cổ bô đang đi, cổ bô titan nha. Khóa thông minh mắt cây, vô bô tay kiểu, chống đổ. Rồi một số ốc Salaya kiểu với anh em. Rồi mâm thì sơn thành màu đỏ. Có vô đầu đi chân đẹp luôn kìa. Đầu đi chân nhôm. Ở sao? Bị số nó nhiều cái gì? À, 59C4. C4 là quận 7 nha cả nhà. Dạ, quận 7 hả chị? Dạ. À. 00898. Ký giấy ủy quyền được. 00898. Ok dạ. Nha, chính chủ thoải mái. 20 triệu. Bớt 500 trên like nha anh chị. Dạ. Đời cao nên là không có công tắc mà tắt đèn luôn. Dạ đúng rồi. Đèn chạy sáng suốt là đúng mọi người ha. Không biết đường nào. Tiếng vô cà phê. Hình như có đèn stop ở sau. Đó đầy đủ, nó giống như cái đá đèn á, đẹp dạ, lắm. Dạ rồi, đèn ở sau nữa. Sau ở nè, camera quay phía sau đuôi nè. Đó, đèn stop mọi người ha, nhìn đẹp, rất là đẹp. Ok. Rồi, 19 năm nha, bao công chứng quỹ quyền. Dạ, khỏi bàn. Rồi, Sigut FI chạy có mấy ngàn cây thôi, 18 triệu. Cũng 18. Công chứng quỹ quyền, 63 Tiền Giang nha anh chị. Dạ rồi, ok, con này mới tin nè. Dạ, không cần phải tả. Con này khỏi bàn luôn. Dạ rồi. Còn Danh Nút. Danh Nút 13 triệu nha cả nhà. Dạ, 13. 2017, biển số Đắk Lắk. Ừ, ok. Sigut, nhanh qua luôn. Dạ. Sigut bán 9 triệu nha cả nhà, FI. 9 triệu.
biển số quận 10. Dạ. Bên dưới mình còn không? Đây. Còn cái rẻ rẻ thì cho anh chị đã ngán luôn. Dạ. Rồi, em có clip nha. Clip 7 triệu. 7 triệu thôi. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, nhìn cũng liền liền á ta, đâu có gọi là quá xấu gì đâu, mà giá thì hợp lý đẹp luôn. Rồi, ok chị. Rồi, Attila bán 5 triệu rưỡi, phun xăng điện tử. Dạ. Rồi. Nha. Còn ba con Winner này bán một con này là giá 14 nha cả nhà. Dạ. Màu đen em đi bán 14. Anh chị đừng có so sánh 14 với 19 nha. Dạ. Tại vì 14 của em đi nó xấu hơn 19 nha cả nhà. Dạ. Cái nào cũng vậy rồi. Còn con này chị? Con này biển số thành phố Hồ Chí Minh nó đi cái gì nữa nè, không hiểu. Dạ, 14 triệu luôn. 14 luôn. Dạ. Con này đang đi bánh mâm 8 cây nè mọi người. Rồi không biết là có máy móc làm gì. Em đảm bảo cho anh chị là đầu chưa rớt nha. Đầu chưa rớt. Có đi cái xi nhanh gì đây, đó em không biết đèn thôi. Đèn đồ mi đồ kiểu cò không nhìn biết rất là nói. Đẹp. Nhìn đạm chạm vô cũng dạ đẹp. Rồi. Nhìn đẹp nha, cái này đi từ phía sau mà nhìn trực diện vô rất là đẹp. Rồi. Dạ. Nhưng mà quan trọng là chị bao là cái đầu nó là đầu còn chưa nguyên rớt, luôn. Biển số quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. 14 luôn. 14 luôn. Cầm tăng, bao tay xin boy dạ, cho anh kế em bên luôn. Thì nhưng mà mắc hơn 16 nha. Dạ, có đem 16. 70 Tây Ninh. Ừ, rồi, ok chị. Dạ, hết xe rồi đó cả nhà. Nãy giờ mà khách hàng mà có vô tình mình thích con xe nào mà chị em mình quay mà có phần chưa kỹ á, thì các bạn anh chị mình cứ thoải mái alo vào cửa hàng. Theo các số điện thoại em sẽ để bên góc trái màn hình để anh chị bên cửa hàng tư vấn mình rõ hơn. Dạ. Hoặc là vấn đề trả góp rồi này nọ, mọi người mà có thắc mắc á thì cũng hãy gọi chị chủ nha. Rồi, dạ. Cuối like thì em cảm ơn anh chị đã coi like của hai chị em lúc nãy giờ. Còn dạ. Chốt lại thì em có hỗ trợ trả góp cho tuổi từ 18 tới 60. Dạ. Lưu ý là bên em chưa có hỗ trợ nợ xấu. Địa chỉ là 372 đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là anh chị nhìn lên góc phải màn hình là đã có số rồi nha. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh chị đã coi like và ủng hộ kênh Ngố Nguyễn nha. Rồi, cảm ơn anh chị, các bạn, cô chú rất là nhiều. Hai chị em xin chào mọi người nha.